bò mẹ bên nó rừng phân mết bưng chu lùng tài hai rết lò pơ bưng hù đột quỷ dệt ó dâng thần tạp pha lò nâng cồn bưng hù hiểm hái lò dệt tẹt ban họt trò lùng đam chạm nghỉ bưng tàng bình hiểm hái nghỉ đầy hình mỹ ó rú chu lan tuổi cánh rú đầy phủ những phủ trái cỏ mị. Lan Võ Tấn Lộc Sĩ bị tuổi non hơn già cùng chơ chép bát bừng say già hơn già đọc hòa cần thờ có cô hến cấp cứu giàu già nhờ lung cô hến giàu già sân nỉ bừng làn nỏi non cò đầy tì hơn cấn bị cào hết hơn Lan không hơn mà khỏi trang chép hồ tạm mử lăng hẳn có áo ma hơn giàn nhì đồng ha ba hơn giàn nhì đồng bóng giả giả đầy trong phiên ma đi. Anh đi là chu trò bệnh bưng hẳn nòi nòi tuổi nhất không mở khỏi tiếp nhắn bưng quân bệnh rút nhì vân lại là bưng quân thảo ké quân bệnh Nguyễn Thị Ánh hốc xí bốc bị tuổi cho đột quỷ lăng chơ đầy giàu già thao ánh cỏ đầy bưng say già lam đủ to nhận danh khoảng hơn già bưng chu trò bệnh chép hồ mi thề cho lùm tài nhất lo lằng chơ cho bệnh ha của viết xếp cầu còn lưng khẩn sùng đối các bưng quân bệnh lằng chơ cho bệnh ha của viết xếp cầu còn lưng khẩn chơ nàn cào hén cỏ yếu bằng cánh bưng bón rú đầy hồ cánh đầy bưng hù ấn bòm cắp lóng lim le mi thể trò bệnh sưng chép hồ hiểm hái nhất lo bưng quân huyết áp dùng chép má hồ trừ chép niệu mi thể mi ó bưng hù